Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube Nhà đẹp 274 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà với mã số mới. Mẫu nhà 2 tầng mang mã số BT292122. Đây là mẫu nhà đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ thiết kế phần kiến trúc với chi phí rất ưu đãi, chỉ 3.999.000 đồng. Thay vì bỏ ra số tiền lớn, gấp rất nhiều lần, thì nay các bạn đã có thể sở hữu ngay một hồ sơ thiết kế chất lượng mà chi phí rất tiết kiệm. Vậy có gì ở mẫu nhà mới này? Xin mời các bạn cùng theo dõi chi tiết thiết kế ngôi nhà. Hình ảnh các bạn đang xem là phối cảnh tổng thể nội thất tầng 1. Với kích thước phủ bì tường chiều rộng là 9,6m, chiều sâu là 14m. Diện tích sử dụng là 210m² cả 2 tầng, trong đó tầng 1 rộng 114m², tầng 2 rộng 96m². Ngôi nhà được bố trí với một phòng khách, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, một phòng bếp và 4 vệ sinh. Đi vào sảnh chính, không gian đầu tiên chúng ta bắt gặp là phòng khách, diện tích khoảng 25,2m². Phòng khách có thêm một sảnh phụ bên tay trái như chúng ta đang thấy, giúp ngôi nhà có nhiều hướng tiếp cận, giao thông linh hoạt hơn. Ngoài ra còn tạo sự bề thế trong hình khối kiến trúc. Liên thông với phòng khách là bếp ăn, diện tích 27,2m², rất rộng rãi, phía cuối có thêm cửa hậu đi ra sân sau nhà. Cầu thang bố trí ở giữa, tổng số 23 bậc thông thủy. Một bên vế thang thiết kế tường xây trang trí kiểu tam cấp, tuy đơn giản nhưng khá thẩm mỹ. Ở góc nhìn này, chúng ta sẽ thấy được không gian giữa phòng khách và bếp được kết nối liên hoàn rất rộng đúng không ạ? Các hệ cột đỡ kết cấu của ngôi nhà được chúng tôi tính toán giấu đi giúp giải phóng không gian, càng làm tăng thêm độ sâu và độ thoáng. Tầng 1 có 2 phòng ngủ, diện tích 13,5 và 16m² một phòng. Trong đó phòng ngủ phía sau thiết kế có vệ sinh riêng khép kín, diện tích 3,7m². Vệ sinh chung nằm sát vệ sinh riêng, tạo thành khu kỹ thuật, diện tích cũng 3,7m². Như vậy, qua hai phối cảnh nội thất tầng 1, chúng tôi vừa giới thiệu cơ bản không gian các phòng của mẫu nhà này tới các bạn. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng xem tiếp nội thất trên tầng 2. Từ cầu thang đi lên là sảnh giao thông tầng 2. Tại đây chúng tôi kết hợp một phòng sinh hoạt chung theo yêu cầu của gia đình, diện tích khoảng 12m². Phía trước có cửa lớn đi ra sân chơi trên mái phòng khách. Đây là phòng thờ, vị trí phía trên phòng ngủ, diện tích 10m². Tầng 2 có 2 phòng ngủ, diện tích 12,5 và 16m² một phòng. Trong đó cũng có một phòng ngủ có vệ sinh riêng khép kín. Vệ sinh được thiết kế có diện tích và vị trí giống với vệ sinh dưới tầng 1. Như vậy, cụm công trình phụ của gia đình được đẩy hết về phía cuối nhà, vừa tạo sự gọn gàng kín đáo trong sinh hoạt, vừa giúp dễ dàng thi công kỹ thuật cấp thoát điện nước. Đối diện vệ sinh là sân phơi quần áo, diện tích nhỏ, vừa đủ sử dụng, khoảng 6m². Như vậy, qua hai phối cảnh chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn đã có thể nắm được không gian nội thất tầng 2 cũng như không gian tổng thể của toàn bộ ngôi nhà rồi đúng không ạ? Tiếp theo, xin mời các bạn cùng đi đến phần thiết kế hình thức ngoại thất của ngôi nhà. Hình ảnh chúng ta đang thấy là góc phối cảnh chính từ cổng đi vào. Nổi bật phía trước là hai sảnh đi với 4 cột vuông được ốp đá granite sang trọng. Ngôi nhà được tôn cao 5 bậc cao giáo, tạo thành khối chân đế vững chắc. Sử dụng tông màu lạnh với màu xanh và trắng làm chủ đạo, kết hợp hệ mái ngói cùng màu, tất cả đã tạo thành một tổng thể hài hòa thu hút. Đây là một trong những mẫu nhà rất đáng quan tâm, chi phí thi công được chúng tôi tính toán khoảng 1,3 tỷ đồng. Giá dự toán chúng tôi đưa ra có thể thay đổi theo từng điều kiện nên các bạn cần lưu ý. Sau đây, xin mời các bạn xem thêm các góc nhìn phối cảnh khác để ngắm tổng quan ngôi nhà. Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu nhà 2 tầng mang mã số BT292122.
Nếu các bạn thấy đẹp và phù hợp với những ý tưởng cho ngôi nhà tương lai của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về hồ sơ mẫu nhà này nhé. Xin nhắc lại, chỉ với 3.999.000 đồng, các bạn đã sở hữu ngay bộ hồ sơ phần kiến trúc thi công của mẫu nhà này. Hồ sơ bao gồm đầy đủ ảnh 3D ngoại thất, 3D nội thất và các bản vẽ kích thước của ngôi nhà từ chi tiết chiều cao, chi tiết mặt bằng, chi tiết mặt đứng cho đến các chi tiết phào chỉ, chi tiết cột, chi tiết cửa, vân vân. Tổng quan chung là hồ sơ kiến trúc đầy đủ chi tiết để các bạn cùng tham khảo đấy ạ. Hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình nếu bạn cần tư vấn. Đừng quên nhấn nút theo dõi kênh để cập nhật những mẫu nhà mới của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.